Làm mới Bình Dương xin kính chào quý cô chú anh chị đang xem trên kênh YouTube của mình, Làm mới Bình Dương. À, con chào sư cô nha. Dạ, chắc có lẽ là à nhang phía sau sư cô ơi, để con lấy cho. À, bây giờ để 15 mét lấy cho sư mấy cây nhang. Sư ơi, con gửi sư mấy cây nhang ha. Dạ. Dạ. À, 20 năm rồi. Wow. Chú Minh Phụng đó hả cô? À, chú đã từng lên nhà cô rồi. À, vậy là chú mất rồi chú mới lên nhà cô. À, chú có nói gì không cô? Tôi nói là sao chú mất rồi, sao chú mất rồi, ai cửa đó không chú, ai muốn là giật cái chú dân tới. Dạ, nên là cô hứa là 49 ngày rồi đây cô cũng đi được. Dạ, con chào cô. Để hứa để xây một chú xong rồi cô lên. Dạ, nhưng mà cô thấy mình chưa có đúng rồi. Dạ, ngày xưa cô vẫn thờ chú ở nhà. Ồ, dạ. Thời hả? Thời văn nhiêu đó. Dạ. Thời ơi. Thời ơi, bồ câu đâu nhiều vậy? Nhiều đến vậy ta? Đó. Kỳ lạ luôn nha. Ở đâu tự nhiên nguyên bầy bồ câu bay ở đâu đây luôn? Ờ, còn hai con nữa kìa. Thời ơi. Tự nhiên đâu đập đâu, nguyên bầy luôn ha. Đâu có bồ câu đâu. Cô đang làm thờ ở cái nơi mà cô đang ở là làm mặt thờ rất là năm không mà cô. Dạ, à, mấy nãy đem điện thoại là có đưa hình cho tụi con coi rồi. À, bây giờ để cho cô cái gì vậy chị? Phải nói là rất là bất ngờ ha. Chắc là cô đốt nhang ở trên mộ ha. Rất là đầu xuống này cậu nó bay đi. À, cô cắm lên chậu hoa. Sư cô ơi, à, cho con hỏi á. À, bây giờ cô đang thì bây giờ mình sẽ sư cô ơi cho con hỏi là à, sư cô là tu ở chùa hay là ở tại gia sư cô? Dạ ở chùa ha. À, tịnh thất Quang Nghiêm ở ở đâu sư cô? À, à, có lẽ là hôm nay sư cô đi với sư ông ha. Dạ. Dạ. À. Dạ. À, dạ. Khó chịu trong lòng lắm hả cô? Dạ. Dạ. Vậy là hôm nay như hôm nay là mấy người mấy đoàn rồi ha, cũng có tình trạng giống cô á cô. Dạ sư ơi cho con hỏi là hồi 20 năm trước á
thì cái lương duyên nào mà để sư cô gặp được cậu Năm Vũ Linh cô? À cô có chụp hình. Dạ. Mà thời gian đó cô đi tu á. Dạ. Để hình ở nhà thì mẹ cô biết hết rồi. Dạ. Cho nên là cô không có cái nhân duyên. Dạ. Này cô đi tìm chú mà tìm không được. Dạ. Cho nên này sau này thì ba cô nói là những người hát cái trên đài là chỉ có hình ảnh thôi. Dạ. Ở ngoài thì. Dạ. Cho nên là không có cho cô đi kiếm. Dạ. Rồi sau này tới năm 2019 đó. Dạ. Là tự nhiên cái cô cũng thấy chú đó. Rồi xong cô mới lên Facebook để tìm. Dạ. Tìm là nghe chú bệnh. Dạ. Bệnh là đi tìm hoài cũng thấy chú nữa. Dạ. Để chị cũng hay cho. Cái sau này cái cô lên Facebook người ta đăng chú chết. Dạ. Mà cô không tin. Dạ. Rồi sau này bắt đầu cô mới tìm hiểu thì mới biết chú chết. Dạ. Khi mà còn sống thì mình tìm được, bây giờ chú chết rồi mình lên cũng đâu có được. Dạ. Thôi đi đã dở rồi qua chung đường rồi thôi. Dạ. Nên làm là chú cũng nói là bắt đầu cho cô với chú Tiểu Linh. Dạ. Dạ. Nhưng mà chú cô có liên lạc rồi mời chú Tiểu Linh lên khắc, nhưng mà chú thiếu mà chú chưa đi. À dạ. Cũng có liên lạc rồi, cô liên lạc rồi. Cái số điện thoại đó cô bỏ 2 ngày mình vẫn nằm trong máy. Dạ. Dạ. Cô cũng mặc lên nhắc xuống ở nhà lúc mà bà được. Tại vì cô cũng kính cận chú với người cha của mình. Cô vẫn đặt bàn thờ thờ tiếng là tụng kinh trong 49 ngày. Dạ. Chỗ rồi chỗ chùa cô có đặt bàn thờ cậu Năm hả cô? Tụng kinh địa tạng cho chú. À, tụng kinh địa tạng cho chú hàng ngày đúng không cô? À, cũng cho cô ơi, cho hỏi cái địa chỉ chùa mình là ở địa chỉ số mấy vậy cô? Ở thôn Tân Phú, xã Bầu Trinh. Dạ, thôn Tân. Dạ, để con dạ, để con huyện Châu Đức viên con ghé, thứ nhất là ghé chùa. Dạ. Dạ. Ghé chùa, thứ hai là ghé viếng cậu Năm luôn. Dạ. À, hồi nãy cô nói là chùa gì cô, Tịnh Thất vậy cô? À, Tịnh Thất Quang Nghiêm. Dạ. Để bảo ngoài đường. Dạ. Khi mà chú lên đó, con mới thấy chú đứng ngoài trước á, con mới ra con hỏi ủa chú sao chú đi nhà con? Nói nha, thì nhà con cũng dễ tìm mà. Dạ. Cái con mời chú vô nhà con nhé. Cái chú mới vô, chú đi vòng vòng đi mấy chuyện rồi chơi, cái mới 20 năm rồi con cũng đi chăm chú. Để nói nếu mà con tìm được chú thì chú chắc không có chết. Dạ. Dạ. Thì thôi giờ chúng ta có điện thoại để liên lạc để hút thuốc á. Chú Linh uống thôi, chú Linh uống đó. Nhưng mà liên lạc với chú Linh thôi chứ không lên. Dạ. Thì cái tiền đi. Dạ. Dạ. Thì cô cũng nói chứ hình của chú rồi, cũng nói là tự duyên, nếu như mà chú có thể nói chú vô Tiểu Linh tự duyên lên chứ còn không thì con muốn tánh mạng. Đó. Cái nhà mất công người ta nói cô lợi dụng nghệ sĩ rồi sao? Dạ. Cho nên thôi đó là tùy duyên. Dạ. Rồi tụi con cũng cảm ơn sư cô cũng như sư ông rất là nhiều ha. À, cho tụi con chúc sư dạ trong 100 ngày á sư cô là sẽ hoàn thành. Thì cái này là theo thông báo từ gia đình cũng như là bên Hoa Viên. Dạ. Dạ con cảm ơn sư cô nha sư cô ơi. Cảm ơn dạ. Sư cô đã chia sẻ. Dạ. Con chúc sư cô nhiều sức khỏe. Con mời sư cô với sư ông một chai nước nha. Dạ. Chú hỏi chú ăn cái gì hết thì cô mua lên. Dạ. Mà chú nói khỏi. À chú báo mộng là chú nói khỏi không? Chỉ lên thôi. Dạ. Tại vì trên bàn thờ của chú lúc nào cũng có bánh trung thu và bánh đồ đủ thứ á. Dạ. Dạ. Vậy là chú báo mộng rất là rõ vậy hả cô sư cô? Dạ. Nhìn chú rõ ràng, chú về chú mặc bộ đồ sơ mi. Dạ. Mà rất là ấy, đi chú rất là. Cái áo sơ mi màu nào cô còn nhớ không cô? Áo sơ mi màu
màu sọc sọc. Vậy là cái áo màu để con ở đây có nhiều người nằm mơ hay là cái tấm đó cô? Không, phải hình kia rồi. Cái hình mà cô thờ. Cái hình cô thờ hả? Mà hồi bữa mà thờ chú. Dạ, không biết là ở đây cô còn nhìn thấy tấm nào ha? À, cô có tấm hình đó luôn. Dạ. Không biết là cô thờ lâu chưa cô? À, vậy là cũng lâu rồi ha. Xong là chưa điểm là cô điểm xong một tầng là cô cho nó rửa hình của thầy. Dạ. Con không biết là cái tấm hình đó bao lớn ha. À, khoảng là 20 xăng hả cô? Dạ. Để con mời sư cô một chai nước ha. Dạ. Thì bây giờ 15 mét sẽ mời sư cô với sư ông mọi người một chai nước ha. Sư cô ơi, con mời sư cô một chai nước à. Dạ, à, cái này giống như lập của cậu Năm đi sư cô. Dạ, giờ cô đốt sư cô đốt vào cây nhang nữa thì về ha. Không biết là sư ông chắc ra xe ha sư cô. À, chắc là đi viếng nghệ sĩ. Dạ. Hôm nay mình đến đây thì không biết sư cô có bất ngờ không ha. Cũng bất ngờ lắm. Dạ. Mình không nghĩ là cô đi được ở đây. Dạ. Nhưng mà đến được rồi thì trong lòng dạ. Con không biết là sư cô mình đi tu lâu chưa sư cô? À, 14 tuổi. Dạ. Dạ. Nói tóm lại là chú Minh Phụng là thầy của cô. Chú Minh Phụng là thầy của cô. Là thầy vừa dắt cô đi hát. À, vậy là cô cũng biết hát luôn hả sư cô? Xong cô đi theo đoàn một thời gian á. Dạ. Giới thiệu với chú Vũ Linh. Dạ. Gặp chú. Dạ. Xong chú cũng vừa dắt cái sau ba cô. Dạ. Ba bắt về cái sau này ba cắm cho đi nữa. Dạ. Từ đó sau tuổi còn ngây thơ á. Dạ. Đi rồi cái bắt đầu mình quên luôn. Dạ. Quên một thời gian á. Dạ. Ba là cắm coi gì tiếng, cắm coi phim, cắm coi lương, cắm hết. Dạ. Đó, không cho con. Chắc là sư cô rất là buồn ha. Buồn lắm. Dạ. Cái thời gian đó sư cô buồn quá. Cái gì cũng cắm không có sư cô ở con tốn. Dạ, lúc đó là tu thật sự luôn phải không sư cô? Hồi trước khi mà gặp cậu Năm là sư cô chỉ là tu tại gia thôi. Tức là mình chưa có tại gia là mơ cái lương á. Dạ. Dạ. Dắt đi. Dạ. Dạ. Bắt đầu cái một thời gian cái ba mới đi tìm bắt về. Dạ. 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 Nhưng mà không biết là ba của sư cô là muốn sư cô theo cái nghề gì ha? À, ba của sư cô mất năm 45 tuổi. Dạ. Trùng hợp cái ngày chú Vũ Linh này chết ngay cái tháng mà cái ngày ba cô mất luôn. À, cái tháng và ngày trùng luôn. Ừ, rất trùng luôn. Trời ơi. Tuy chú Vũ Linh là 65 nhưng ba cô 45. Dạ. Ba cô cũng mất tháng 2 chứ Vũ Linh cũng mất. Tháng 2 cùng ngày luôn. À, ngày 5 tháng 2. Dạ. Mà cô mất được đâu có 2 tuần thôi. Dạ. Wow. Khi mà cô đăng lên mạng thì cô thấy mạng rồi đăng lên nói chú chết. Dạ. Nhưng mà rốt cuộc điều tra lại là chú chưa chết. Dạ. Sau này mới thấy đám ma đám đồ đăng lên. Cái đó mà có người qua trong 10 ngày đi giữa là được. Dạ. 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 Nếu mà có cái duyên được đi Vũng Tàu thì ngày nào á cô cũng chú thì nằm mơ thì dạ. Nghĩ là chú thích ăn cái gì. Dạ. Thì trong cái tâm linh cô á tự nhiên cái nó có hiện ra là đi ra ngoài đó mua cho được cái món gì chú. Dạ. Có khi ba cô còn khi mình nhìn ba mình thấy sợ ba mình thân bì với chú. Dạ. Nói giờ với vòng vòng nãy giờ con thấy sư chia sẻ cũng khá nhiều rồi nhưng mà con chưa biết sư là từ đâu đến. Sư ở Bà Rịa Vũng Tàu. Bà Rịa Vũng Tàu hả? Sư ở chung với sư kia luôn rồi. Đúng rồi. Sư phụ hả? Dạ. Thầy đó là sư phụ. Sư phụ cũng là trụ trì luôn ha sao con? Dạ. Sư chùa có thầy là
hút thuốc nam. Hút thuốc nam. Bá bệnh. Wow. Cho nên chú Vũ Linh á, tại vì thầy vừa đó hút thuốc ở chùa sư phụ mất á, tháng tuần nha. Dạ. Sao chú biết? Chú lại báo mộng như cô là kêu chú Tiểu Linh lên đó hút thuốc Vũ. À, nhưng mà chú Tiểu Linh không có đi. Không lên, chú hứa nó 29 mà 29 mình 29 cây gì đó ra Vũng Tàu ghé cô mà chú. Dạ. Vậy là con nghĩ là mới nói tùy duyên đi. À, tùy duyên. Hôm trước có một bây giờ thì sư cô kể cho mấy cái rùng mình đó anh. Hôm hổm có một chú ẩn danh, chú mới nói là ở bệnh viện, nói chung là Việt Nam mình có rất là nhiều thầy thuốc giỏi nha, nhưng mà do cậu Năm chưa có cái duyên để được gặp cái thầy thuốc đó. Thì bây giờ cô sư cô kể lại con mới nghe rùng mình, tại vì cái chú đó là không có nói tên nói tuổi, nhưng mà nói những cái câu mà con nghe khó hiểu lắm. Nhưng mà bây giờ sư cô nói lại thì con mới nghe nó thấm thấm, và nó cũng trùng với cái lời của sư cô nói. Tức là trụ trì của sư cô là có hút thuốc nam, cũng chữa là bách bệnh đúng không cô? Dạ, cũng có liên hệ với chú Tiểu Linh. Dạ. Chú nói như nhân viên chú đi sớm á, dạ, mới gặp được cô để mà lấy vậy. Dạ. Bây giờ em của chú cũng bệnh y như vậy. Dạ. Thì chú muốn cô muốn liên lạc với chú Tiểu Linh. Dạ. Tiểu Linh. Dạ. Thì chú đâu có biết nguồn gốc gì. Dạ đúng rồi. Thôi chú cho cô cái gì đó để mà liên lạc. Dạ. Thì cái điện thoại cô nằm bàn chú là chú bấm bấm. Dạ. Tự động chú bấm luôn. Dạ. Xong rồi là khám cái điện thoại nó hiện lên đi chăng. Dạ trời ơi. Dạ. Dạ. À, thì bây giờ sư cô đốt nhang cho cô Thanh Kim Huệ. À, sư cô ơi, hiện tại là con nghe nói là chú Tiểu Linh cũng bị bệnh cũng rất là nhiều. À, không biết là chùa mình có thể là có những cái loại thuốc nào có thể là chữa bệnh cho chú được. Dạ, nếu mà dạ, ôi ôi, phải chi mà biết sớm ha. Quá đi. Dạ. Tại vì từ nào bây giờ con nghĩ là chú sẽ báo mệnh. À. Dạ. Em ở đây. Ủa, sư phụ của sư đâu rồi sư? Ra xe ngồi đợi rồi. Không, sư đang ngồi bên kia kìa. Kìa đang ngồi bên kia kìa. Rồi đợi đi qua sư. Thôi cho con coi, cho con coi tấm hình này sư. Tấm hình này. Trời ơi. Hình này là của chú rất là thích luôn. À, cho con coi đi ạ. À, thờ chú luôn. Cái hai bát kia này nó rõ. Thẳng phóng to ra tí xíu. Trời ơi. Cho con coi đi ạ. Vậy là cô nằm mơ thấy cái tấm này ha. Cho con đi coi. Vậy là giờ là sư đem thờ. Sư đem thờ lại đi. Nhiều hình lắm nhưng mà chú đã chọn cái mà kia hình này cho cô thờ. Dạ. Là con lấy cái hình đi rửa. Mấy cái tấm hình kia không rửa được. Tức là cái tấm hình này cô nằm mơ thấy luôn. Chú Dũng Linh đã chọn nhờ cô rửa sẽ để thờ. Cô chỉ nói là chú muốn ở đây với cô thì chú thích tấm hình nào để cho thờ. Chú cứ để cho máy cô. Dạ. Thì nó cứ hiện ra. Là tự hình tự hiện luôn hả sư cô? Cái hình này là tự động nó sẽ vào đây. Nó vào đây. À. Cô đi đưa lên máy của cô sửa. Dạ. Yeah. Em cầm anh lên chụp cho. Rồi ơi. Dạ để con chụp cái tấm này cái con giúp cho sư cô ha. Chụp cho cô mấy tấm. Dạ dạ. Dạ, rồi ơi. Rồi con gửi sư đi luôn. Cái này cũng có hình luôn phải không sư cô? Dạ, cho con xem chứ. Dạ. Cái này là đặt cái tượng Phật nè. Dạ. Đà Quang
nhiều chú bên nè, là tụng kinh đúng 49 ngày. Dạ. Đưa chú lên ở chung với ba cô luôn. Dạ. Đó. Cho hai người ở chung. Là hai người ở chung cái bên là một bên ba con một bên. Bên dạ, đó. Trời ơi. Dạ. Hay nãy chụp cái APP cả. Ê, đi vô chụp đi. Dạ, rồi đi vô đi con chụp. Đây. Mời sư cô ạ. Dạ. Thôi bây giờ vô con chụp hình cho sư cô vài tấm vậy á, để làm về kỷ niệm ha. Dạ. Cô cũng ái mộ cô Hạnh Kim Huệ ha. Rồi em cầm hộ mình. Rồi con cảm ơn sư cô rất là nhiều ha. Con về nghe chú hôm nay cô lên đây được chú. Dạ. 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 Phải nói chia sẻ của sư cô rất là tuyệt vời. Sư cô ơi, con gửi sư cô một chai nước nha. Dạ. Đến đây thì 15m Bình Dương xin phép là tạm dừng video này tại đây. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất là nhiều. Nếu mà các cô chú anh chị xem video thấy hay, hãy like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ 15m Bình Dương ha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.